Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hôm nay thì mình sẽ đi tới một cái event. Mời cả nhà cùng đi với mình nha. Đây là những cái xe mà bán hàng ăn cho sự kiện. Họ bán hàng ăn rất là ngon. Đây là các bạn trong đội bóng chày ở chi nhánh của mình làm. Họ đang tập luyện để một lát nữa sẽ thi đấu với đội bạn. Đội bạn thì là một cái chi nhánh khác của công ty. Cynthia, go, go! Cynthia. Angie, go, go! Mình đang động viên tinh thần của các bạn. Nice! Yeah, you? Okay. Hey, well, I know I heard. Oh my God, dear Tyler, good to see you, man. Good to see you. Hello. Go. Get winner this summer. It's Michael? Yeah. Oh. Good job, Michael. Good job. Hi. Mọi người đang ghi tên vào cái vé có số lát nữa rút thăm trúng thưởng. I'm glad you made it. Yeah. Đây là những thức ăn mà xe hàng đã phục vụ cho sự kiện rất là ngon. Có hamburger, hot dog, rồi cái này thì là cơm với xà lách, thịt gà, thịt bò, thịt cừu. Mình muốn chọn với thịt gì thì mình sẽ nói với họ, họ sẽ làm cho mình. Và trong khi chờ đợi lấy thức ăn thì mình cũng quay lại cạnh những người bạn đứng chờ. Rất là đông vui luôn. Phía sau lưng mình là sân chơi bóng chày. Giving you a big hug, and we're gonna miss you. You've been a part of all of us, and they all thought of giving you a little. It's just a starter. Đây là các bạn đội nhà mình đang hồi hộp để chờ vào trận thi đấu.
Các bạn của đội mình năm nay chơi rất là hay, nhưng rất tiếc là mình bận công việc nên chỉ ở lại được một chút khi các bạn bắt đầu cuộc chơi thì Give an mình phải đi về. applause for Frank, our volunteers empire. And very much thank you for everybody that organized this wonderful day. HRT, Chinese, everybody involved. Hope you all had a fantastic time. Hope the food is okay and you're really enjoying it. Give them all a round of applause. Thank you. Woo! And if you're wondering, who am I? I'm just supposed to see from down the Antenne. Welcome you all for this great day. Just before we start, the tension on the field is you can cut it with a knife. We have the Crushers coming with a wave of confidence from 2 years of undeterred win. Today is going to be an epic game. And we have an epic start. Get closer. Trên tay mình là một chén kem rất là ngon cả nhà, mà mình quên quay sát lại cho cả nhà coi. Bây giờ thì đã đến lúc mình phải rời khỏi nơi đây để đi công việc khác. Mình cũng chỉ kịp quay lại một chút hình ảnh của các bạn bắt đầu cho cuộc chơi bóng chày. Và kết quả thì các bạn nhà mình đã thắng trận năm nay. Sau 2 năm đội bạn đã giành phần thắng, thì mình cũng xin được chúc mừng đội nhà mình. Bây giờ mình đi kiếm các bạn để chụp vài tấm hình làm kỷ niệm trước khi mình rời khỏi nơi đây. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.